trời giờ này tối rồi các bạn ơi. Con cún nhà mình nè, nó đang ngủ kìa. Này nhà bên đó chưa ngủ, nó còn coffee nữa. Giờ này nhà người ta ngủ trơn rồi nè. Mà giờ này tụi mình vẫn chưa có ngủ. Thì ăn tiền lờ nó mới chúc sinh nhật con Tiến các bạn ơi. Thì bữa nay là ngày 3 tháng 7 là ngày sinh của bạn Tiến. Thì hai đứa mình là chị của nó nhưng mà vẫn chưa chúc sinh nhật. Thì bữa mình cũng có quay clip cho nó về nhà rồi, nhưng mà nó có lại nhà mình nó chơi nữa các bạn ơi. Có quay clip chung được vài clip, nhưng mà nó có làm chuyện có lỗi mình, với lại mình nói nó không còn nghe lời nữa. Đây là một đôi giày đến từ thương hiệu Nike, có giá là 4 triệu nha các bạn. Phải cả Nike. Mình mua giá 4 triệu á các bạn. Cái gì? Hãng phải ke á. Giỡn thôi, cái giá này cũng khá là đắt đó. Mình không nói giá bao nhiêu mà các bạn cũng sẽ biết mà. Còn ở đây là chị tiền mình cho nó cái cây đàn. Lúc trước nó nói với mình nó rất là thích đàn luôn. Nhưng mà chỗ này mình giận nó, các bạn ơi, mình đâu chơi nó đâu. Cái đàn này á thì ghê vậy biết đàn không? Ở đây là những cái món quà mà bữa sinh nhật mình rồi fan tặng cho mình nè. Cái này fan cứng của tôi tặng nghe, tôi biết ba luôn á. Người tặng son cho mình á, đâu mất tiêu cái son rồi không thấy luôn à. Chị ơi, gì vậy? Làm gì sợ? Em run. Đóng cửa màn lại đi. Chị định làm chuyện bậy đó. Không có. Rồi chúc mừng sinh nhật nó đi. Không. Chúc đi. Không. Dù vậy thôi, dặn thì dặn, nhưng mà chúc đi trời. Sinh nhật người ta cũng phải có lời chúc chứ. Rồi, có gì nữa không? Không. Chuẩn bị quà xong rồi đó. Sáng nay tụi mình sẽ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho nó các bạn ơi. Bây giờ khuya lắm rồi đó. Dạ của mình đang ngủ rồi. Trời. Hãy đóng cửa lên đi. Ai mở vậy? Thì anh thức rồi kìa. Rồi, bây giờ mình thức rồi kìa. Trời ơi, con ơi. Chị ơi. Gì đâu? Thương em. Chết tao. One hour later. Ok các bạn ơi, bây giờ cả tay mình sẽ lại để mà mừng sinh nhật của ông Tiến nha các bạn. Đây là quà của mình nè. Đây là quà của mình. Quà của mình các bạn nhìn cũng biết rồi. Đó là một cây đàn. Vi tặng quà gì cho ông Tiến hả? Em thấy nó thích nhậu lắm nên em tặng nó thùng bia. Ghê gì. Bữa nay là tụi mình là làm củ chèm nha các bạn. Đô bất tử. Vô xong xong đi. Ủa cô đâu? Mẹ đâu chị? Đóng qua đây nè.
để review cái bánh kem thử không? Đây nè. Cái bánh kem mà nó thích luôn đó chị. Gì không? Dạ. Bữa cái làm ghế mới giờ lụm lắm. Mua loại đèn cầy nhỏ đốt đèn trung thu nghe nha. Ừ, ăn sống luôn đi. Đi nướng đi bà ơi. Ủa nhưng mà ăn sống vẫn được mà. Bây giờ Tiền Lời sẽ vô nướng khô mực nha các bạn ơi. Ừ đúng rồi, dặn lửa ga nhỏ nhỏ nữa nướng luôn. Thôi tưởng không ai tổ chức sinh nhật, ai ngờ người ta ăn nhà trước rồi quê. Bạn bè ta nhiều lắm. Ôi trời, xin đang chả dĩ. Ai nhậu mà dưới khu vực là bắt lắm á. Thằng bên đó giờ em chạy tưng gì nè. Hồi uống cái chậu lăng lăng lăng. Ôi trời. Kìa. Thôi nói chuyện đi. Nướng khô mực mà khác rồi tao nghĩ chơi mày. Nướng khô mực mà lâu lắm. Trời, tao nướng nhạt lắm chứ bộ. Đâu, ra sao đâu, tao thử coi. Chín rồi. Ừ, ngon á. Nướng vậy nó mới ngọt thịt. Thật quá. Bây giờ đóng cửa lại đi, rồi xong rồi kêu mẹ tiếp, tao tiếp về nha. Đi đâu hả? Trời luôn. Im. Đừng có la lên. Mẹ nghe nè. Mẹ nghe nè. Điện con về. Con về mua cho mẹ bánh mì mẹ ăn coi. Mua cho mẹ bánh mì đi. Hai minutes later. Minutes later. Trời, có lời gì muốn nói không? Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Trời
bạn bè nhiều lắm mà chắc cũng bận mà chắc ta nghĩ thôi, không có tổ chức là bạn bè chiếc tốt đấy. Với lại nghe nói đi chơi với bạn bè nhậu được không cho chị em chúng mày cơ minutes late. Cắt miếng đi còn nhiêu đây đem về cho. Bạn còn em mời về. Được á. Ngon ha. Ngon. Em là lúc giờ mình ăn cùng giả. Toàn quan chu chi 90 UK. Mời bà vô. Vô. Vô ơi. Vô bi đàng hoàng kéo dài. Quay vô lỗ cho lòng nó review bữa có to nè bán sản phẩm bán nha không phải rồi nhớ bơm hàng kinh gà đó đứa nha tao thì bán hàng luôn đó rồi đừng bơm hàng của tội nghiệp nó các bạn không ngại bơm đâu dù cả trăm đơn các bạn nhưng mà phải đơn bơm nhiều hơn nữa các bạn bơm 100 chai không có gì nhưng mà các bạn nếu mà các bạn đã bơm thì các bạn mua là 100 chai nó các bạn bơm gì nó mới chắc chơi nhưng mà hầu như thường ngày bơm đây tổng tiền lại thì bà hơi suối luôn rồi suối mới giả tại anh nghiệp quá tao có bơm nó không có mặt có mặt kìa dùm lỗi cho cái lỗi chân lầm ủa tao nói là mọi người đừng bơm hàng kem nó mà không nghe hả kênh cảnh giận mọi người ơi đừng bơm hàng nó hả tao nghĩ bà tao luôn nghĩ bà tao thì cái mẹ mày 20 minutes later. Nó đi đường gấp lăng. Mày em vô mày ngồi rồi. Ngồi ăn quả thôi đi em. Rồi tao không có đá. Mày tao không có đá thì góp gì đó. Dạ mày. Chị ơi. Mà nó không vô nè xíu. Đúng rồi đây đúng rồi. Mày vô cái này xíu rồi. Có đi nè đi rồi. Cho tao nhìn đá con. Không mày làm như chữ mẹ nó hoài à. Mẹ mày cho sắp của mình mà mày không biết được tao. Ngay đi. Ngay đi. Ngay đi. Uống đi. Ngay đi vô vậy. Tao không có đuôi nha mày. Tao không có đuôi nha. Tao mới góp cái xíu à. Mày góp nửa ly rồi. Nửa ly cái đầu mày. Tao mới đuôi gì cái mày thấy nha. Tao không có. Tao thấy mày góp nửa ly luôn. Mày chưa uống miếng nào hết trơn. Ngang mày chưa gì hết. Bỏ chạy đi kìa. Mày mới là đứa chơi dơ nè. Mày chơi dơ. Thôi. It's later. Cảm giác.
Ơi mày rửa Tên ơi dạy xem vô trong có gì ốm rồi nè dạy dạy mày rửa Tên cái gì vậy đi nghe trời ơi đi nghe coi là trời mày mày vào coi con nó coi cái gì mà con Ngân nó bị cái gì chưa? Để cho em ngủ coi trời. Con Ngân nó bị rồi đó. Dậy cậu cái gì? Thôi thôi trời. Anh ơi con mình đi. Ôi là trời. Dậy cái gì? Trời ơi bảo. Ui da. Dậy. Dậy. Nó ngầu quá trời đi không? Nhậu tiếp hả? Nhậu tiếp hả? Không biết nãy giờ nó ngầu quá trời. Ủa gì vậy? Dạ coi. Đừng xem ai đó là cả thế giới. Biết đâu ngày mai một mình chơi với. Giữa bao sóng gió. Trời ơi, nó cay. Ô, mày đi đi mà. Đi ra. Trời ơi, chào. Cái gì vậy? Nên mà gì ra dữ anh đó không? Có xem gì đâu à? Em đá mà không có chịu. Ai vậy nó ôm đó rồi. Em nói em không có chịu mà cứ ôm hoài mà. Có làm gì đâu, con gái nha, không có gì đâu trời. Thế thì mày cho nó ôm đi. Đứng dậy. Mày vô mày cho nó ôm đi. Không. Còn hồi nãy nó bị gì trời. Ngồi vô đây ngủ tiếp con mụ nội hay đâu nè. Trời ơi đang ngủ thôi trời. Rồi ôm có làm gì đâu. Cứ đòi bên lại ôm em hoài em không có chịu. Người thì vẫn ở đây, người thì kịch vẫn giống anh em.